Chào tất cả anh em quay trở với kênh YouTube bên em nhé. Và hôm nay thì em sẽ xả cho anh em ba con vang cơ đài số cao cấp. Đây là mẫu sản phẩm TD Cotic K9bit. Con này đang được xếp vào hàng huyền thoại rồi. Ngày hôm nay thì bên em xả lốt ba con cuối cùng để em nhập lô mới cho anh em với mẫu vang cơ đài số cao cấp như thế này, đến từ nhà phân phối TD Cotic. Đây là mẫu sản phẩm vang cơ đài số cao cấp được rất nhiều anh em tin dùng với phòng hát gia đình. Và bây giờ thì đập hộp với em Tùng luôn, cũng như là trải nghiệm chất âm của em K9bit này cho anh em. Và em sẽ xả cho ba khách hàng duy nhất gọi điện trực tiếp bên cửa hàng Tùng Audio với mức giá khuyến mại báo luôn cho anh em đỡ thắc mắc, 2.750.000 đồng một con vang cơ đài số cao cấp như thế này. Giá thành nếu mà con này tính giả trên thị trường hiện tại âm thanh bây giờ họ bán với mức giá ít nhất phải 3 triệu đồng, còn có lời họ sẽ bán hơn quá là đấy, lời rẻ nhất thì khả năng là phải tầm 3 triệu rồi. Còn hôm nay thì em Tùng sẽ xả chiên cho anh em với ba con thôi. TD Cotic K9bit. Đấy, anh em nhìn chưa? Mặt màn hình chưa? Đấy, về cái mặt màn hình thiết kế giao diện của TD Cotic này thì chắc chắn là nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả những cái dòng vang cơ đài số hiện tại. Về cái mặt hình thức, anh em thấy không ạ? Với tông màu là màu xanh đá, màu này thì rất là một màu rất đẹp rồi. Có thiết kế thêm là màu đen ở mặt trước này. Bên rìa sẽ là màu xanh đá rất đẹp. TD Cotic K9bit. Con này chạy chip 48bit DSP cao nhất rồi, đúng không ạ? Và ngoài ra thì có mặt màn hình hiển thị thông số nhá. Mẫu này có rất nhiều những cái giải khác nhau cho anh em điều chỉnh, và điều chỉnh chi tiết luôn các bác ạ, điều chỉnh chi tiết và rất nhiều giải luôn. Bây giờ thì em sẽ cắm đèn lên và em cho các bác về em trải nghiệm luôn về cái mặt hình thức cũng như là về phần chất âm của em TD Cotic K9bit này. Ở đây thì em xin phép các bác một đôi chút để em setup trước, trước khi các bác mình nghe thử tiếng chất âm. Và giá thành em báo luôn cho anh em rồi, có ba con thôi, bán với mức giá làm cốc cà phê cho anh em uống cho vui đúng không ạ? 2.500.000 đồng, 2.750.000 đồng các bác. Ok, để xin phép em lấy dây nhá, bác chờ em một tí. Hiện đây em vừa mới kiểm tra còn ba con duy nhất thôi, em định nhập thêm lô mới về, mà ba con này bán giá cuối rồi mà bán giá cao quá thì anh em lại mắng, mà bán rẻ quá thì trả lại đồng nào thôi, làm cốc cà phê uống tạm được. Ok, và đây là mặt hình thức của em TD Cotic K9bit. Đấy, anh em nhìn thấy cái mặt màn hình chưa, giao diện hoàn toàn khác đúng không ạ? So với tất cả những dòng vang cơ đài số hiện tại thì con này là có một cái giao diện hoàn toàn khác nổi bật. Và em đã nói rồi, ở đầu video em đã nói là con này đang được xếp vào dạng huyền thoại, vang cơ đài số huyền thoại. Tiếng chất âm thì không thể chê được rồi. Chắc chắn là anh em nếu đã sử dụng một cái dòng sản phẩm nào đó của TD Cotic thì chắc chắn là biết đến cái phần chất lượng của em này. Ok, và mẫu này thì có chế độ này, có cả chế độ nhé, có chế độ mặc định của máy rồi này. Có Echo này, có Echo Revert này. Đấy, Revert Echo này và chế độ zoom tự động để các bác và anh em điều chỉnh của phần modem nhé. Còn có tất cả các giải khác nhau, delay, repeat, revert. Đấy, revert volume chỉnh riêng này, FBI chống ú, Exciter lên tiếng, Echo nữa. Ui giời, quá tuyệt vời rồi. Một con vang cơ lấy số đầy đủ các giải tính năng thì chắc chắn là anh em không thể bỏ qua được đúng không ạ? Và đường dây lấy tín hiệu thì con K9bit này sẽ có đường dây AUX1, AUX2, đường dây cổng quang, đường dây Bluetooth cho anh em lấy tín hiệu từ TV, máy tính hay điện thoại di động. Và phím volume thì được làm rất kỹ xảo rồi. Đấy, quá đẹp. Không giống như những cái dòng vang cơ lấy số thông thường đâu. Con này về anh em nhìn nó vừa cổ kính này, nhưng mà nó sẽ có một cái sự cuốn hút nhất định cho tất cả anh em mà có điều kiện kinh tế chơi một con vang cơ đài số cao cấp như thế này. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 Alo. Ok, đấy, em phải cố tình để em dừng lại một lúc để em xem cái tiếng echo nó phát ra nó mềm như thế nào, anh em có nghe rõ không ạ? Tiếng chất lượng của này thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Tiếng có độ trầm ấm này, tiếng có lốt thanh này, và ngoài ra tiếng echo của nó rất mượt đúng không? Khi em dừng alo rồi tiếng echo nó vẫn còn vang rất là mượt. Đấy, ngoài ra thì nếu như anh em thích chỉnh reverb thì có chế độ chỉnh reverb này, có rất nhiều các chế độ khác nhau. Anh em chơi một con TD Cotic K9bit chả bằng mấy anh em chơi những cặp âm đi đã cũ bây giờ đúng không ạ? Và một con K9bit
Đấy, em báo giá cho anh em luôn, có 3 con thôi, duy nhất. Còn lô hàng cuối cùng là em sẽ nhập lô mới về thì chắc chắn là không có cái giá như bây giờ nữa rồi. Đấy, em để giá cho anh em 2.750.000 đồng. Hàng chính hãng của TD Optic nhá. Có logo này, có mã QR này. Anh em còn cần check gì nữa không? Đấy. Còn ý kiến đóng góp gì cứ để ở dưới phần bình luận video. Có 3 con cho anh em khách hàng đã và đang quan tâm theo dõi kênh Tùng Audio. Mức giá hợp lý 2.750.000 đồng, vang cơ lai số cao cấp, xét vào dạng huyền thoại K9 VIP TD Optic. Video của em xin dừng lại tại đây. Anh em thấy hay nhớ để lại cho Tùng Audio một like, một đăng ký kênh nhá. Chúc tất cả anh em nhận hàng ưng ý với sản phẩm TD Optic K9 VIP. Xin chào.